Trưa 30 tháng 6, Philip Nguyễn ra mắt câu lạc bộ Công an Hà Nội. Chiều 29 tháng 6, thủ môn đội tuyển Cộng hòa Séc Philip Nguyễn đã có mặt tại Việt Nam trước khi chính thức ký hợp đồng và ra mắt đội bóng mới Công an Hà Nội trưa 30 tháng 6. Câu lạc bộ Công an Hà Nội đã hoàn tất thủ tục chiêu mộ thủ môn Việt Kiều Philip Nguyễn sau khi anh kết thúc hợp đồng với câu lạc bộ Slow và Câu. Cộng hòa Séc. Philip Nguyễn sẽ ký hợp đồng 3 năm với câu lạc bộ Công an Hà Nội, kèm theo điều khoản gia hạn. Trong trường hợp thủ môn đội tuyển Cộng Hòa xét thi đấu tốt và cảm thấy hài lòng, anh có thể chọn gắn bó với đội cho đến khi kết thúc sự nghiệp. Mức lương và chế độ đãi ngộ câu lạc bộ công an Hà Nội dành cho Philip Nguyễn không được tiết lộ. Tuy nhiên, thủ môn cao 1 phút 92 sẽ nhận được mức lương và đãi ngộ thuộc tóc đầu câu lạc bộ bởi Philip Nguyễn được trang chuyển nhượng nổi tiếng Phơ ma định giá 700.000 euro, khoảng 18 tỷ đồng, nhằm giúp Philip Nguyễn có thể hòa nhập tốt với bóng đá Việt Nam. Câu lạc bộ Công an Hà Nội đã thuê giáo viên dạy tiếng Việt và bố trí nơi ở cho thủ môn này cùng với gia đình. Philip Nguyễn sẽ được Câu lạc bộ Công an Hà Nội đăng ký xuất cầu thủ Việt Kiều ở giai đoạn 2 V-League 2023. Điều này đồng nghĩa thủ môn Việt Kiều khác là Patrick Lê Giang sẽ phải ngồi ngoài danh sách đăng ký hoặc sẽ được cho mượn. Philip Nguyễn sinh năm 1992, có bố là người Việt và mẹ là người Cộng Hòa xếp. Anh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ xoa tạp ra. Philip Nguyễn từng thi đấu ở vòng loại UEFA Europa Conference League 2021 đến 2022 khi câu lạc bộ slow và câu gặp lâu cơ Mouti Plody. Philip Nguyễn là hợp đồng bom tấn thứ hai của câu lạc bộ Công an Hà Nội ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa. Trước đó, tiền vệ Nguyễn Quang Hải là bản hợp đồng bom tấn đầu tiên với mức chuyển nhượng được đồn đoán đến 6 tỷ đồng trên năm, ký trong 1,5 năm kèm theo điều khoản gia hạn thêm 1 năm. Philip Nguyễn từng được triệu tập lên đội tuyển cộng hòa Séc nhằm chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên anh không được sử dụng. Nếu có thể xin quốc tịch Việt Nam trong thời gian tới, Phi Nguyễn có thể khoác áo đội tuyển Việt Nam trong trường hợp huấn luyện viên Philippe Chucier muốn gọi anh cho mục tiêu World Cup 2026.